là một người sống rất là tình cảm, hòa đồng vui vẻ. Em thì cũng hòa đồng nhát gái nhưng mà ga lăng với con gái. Mong muốn có một chàng trai là sẽ trầm tính hơn một chút. Lúc nào em cũng lấy tiêu chí người mẹ của em ra để em chọn người yêu và chọn vợ. Ngồi đi em. Mời bạn nam. Rồi. Chào đồng chí Tu Quý. Được ạ. Mời đồng chí giới thiệu về mình. Thưa toàn thể khán giả, thưa MC Quyền Ninh và MC Nam Thư. Tôi tên là Nguyễn Trần Quý Nam. Hiện nay đang công tác tại đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, sư 309 của quân đoàn 4 và đóng quân trên địa bàn là Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của tôi là ở Nam Định ạ. Mời đàn gái. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, xin chào chàng trai phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị đang đón xem chương trình ạ. Em tên là Vũ Thị Hồng, năm nay em 24 tuổi, quê quán em ở Hà Nam. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nghề nghiệp của em là giáo viên ạ. Em dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2 ạ. À, em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn ngữ văn ạ. À, môn ngữ văn. Dạ, dạ, cô giáo dạy văn. Cụ thể cái công việc của Nam là gì? Cụ thể công việc của tôi là chuyên ngành về công tác đảng và công tác chính trị. Và nhiệm vụ chính trong đơn vị tôi đó là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm với đàn gái đi. Em là một người sống rất là tình cảm, hòa đồng, vui vẻ, sống có tinh thần trách nhiệm, biết nấu ăn và rất thích chơi thể thao ạ. Vậy em có thể chơi được các môn thể thao nào? Dạ thưa chị, là hầu như tất cả các môn thể thao em đều biết chơi ạ. Mặc dù là không phải là giỏi, trong đấy có một môn mà em thích nhất đó là môn bóng đá. Là em đá bóng được? Dạ. Ở vị trí nào? Ờ thì em đá vị trí nào? Bất kể vị trí nào em cũng có thể chơi được. Nhưng mà vị trí mà em thích chơi nhất đó là vị trí tiền đạo. Đàn trai ơi, có biết đá banh không? Đá banh thì em biết chụp gôn ạ. À bên, biết chụp gôn. Bên kia tiền đạo. Rồi tiền đạo mà nó biết chụp gôn là đúng rồi. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu của em là gì? Dạ em là một người sống tình cảm quá, nên là em rất là mau nước mắt, dễ tin người. Thế nên là đâm ra có khi có những trường hợp mà mình biết là người ta không có ý tốt với mình, nhưng mà tại vì mình sống theo cái kiểu tình cảm, mình nghĩ là người ta vẫn tốt. Nên đâm ra là mình trở thành người dễ tin người quá. Rồi còn bên đàn trai, khuyết điểm, ưu điểm của mình là sao nè? Dạ thưa chị, em thì cũng hòa đồng, vui tươi, nhát gái nhưng mà ga lăng với con gái. Tự nhiên là chăm sóc bạn gái, ví dụ như là ăn là gắp cho bạn gái miếng thức ăn này ngon, hoặc là ưu tiên bạn gái ăn miếng này. Còn về khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều. Mặc dù em có ga lăng nhưng mà đặc biệt là trong vấn đề tình cảm, là ví dụ như khi con gái khóc là em nắm bắt rất là chậm, không biết là vì sao khóc, không biết là nên làm gì dỗ dành hay là sao. Có thủ trưởng ở đây nhưng mà em cũng xin phép nói thật là em còn rất thật là hay ngủ nướng. Nói chung là cũng ga lăng với phụ nữ nhưng mà cũng không hiểu phụ nữ nhiều đúng không? Vâng. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là từ thời học viên ạ. Là khi đó là em được đi tiêm vận. Và mối tình thứ hai của em là lúc mà em mới ra trường thì em có tìm hiểu. Sau là do đặc thù công việc dần dần là không thể tìm hiểu được nữa. Mối tình nó mấy năm? Một mối tình là được 2 năm, một mối tình là được mấy tháng ạ. Quên hết rồi đúng không? Cũng chưa hẳn là quên hết nhưng mà cũng không còn ấn tượng gì nhiều. Còn nhớ gì? Liên quan đến là tình quân dân. Có nhớ Nhung một chút xíu nào của ấy không? Nhớ thì chắc em không nhớ nữa. À, vậy thì được nha. Vâng. Mời bạn nữ. Dạ em thì đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Một mối tình thời học sinh thì vẫn còn trẻ, người ta gọi là cái tình yêu bọ xít ạ. Mối tình thứ hai đó là mối tình của em bắt đầu từ cuối năm thứ nhất đại học ạ. Và mối tình thứ ba đấy là sau đại học được 1 năm ạ. Ừ. Thì cả 3 mối tình này nói chung là cũng do một vài cái hoàn cảnh nhất định và do tính cách của hai người nó chưa thật sự hòa hợp, thế nên là bọn em đã quyết định dừng lại. Ở bên đàn trai, mẫu hình người yêu lý tưởng của mình là như thế nào? Mẫu hình người yêu lý tưởng của em là lúc nào em cũng lấy tiêu chí người mẹ của em ra để em chọn người yêu và chọn vợ. Thì nếu như một mẹ 10 đi, cô gái đó khoảng 5 thôi thì sao? Chỉ cần là mỗi thứ mà giống mẹ em một ít thôi cũng là được. Khi mà thành vợ dần dần mình sẽ để giữa con dâu với mẹ chồng tiếp xúc nhiều hơn, là từ từ cũng hòa hợp với nhau được. À, những gì mà em không thích ở phụ nữ? Ít nói và trầm tính. Em thích một mẫu người con gái sôi nổi. Vâng. Rồi em lạ lắm luôn á, trước giờ ai cũng thích con gái là trầm tính, nhẹ nhàng, dịu dàng. Em thấy một số cô gái là thường hay bảo con trai mà bộ đội là hay ra trưởng với lại khó tính. Thì em muốn là bạn gái sôi nổi để lấn áp đi cái phần nào khi mà bọn em có công việc mà áp lực. Mà khi mà gặp một người bạn gái hoặc là người vợ mà sôi nổi vậy ấy, khi mọi cái công việc mà nó áp lực nó cũng xua tan hết được. Lúc áp lực bây giờ sôi nổi chắc lên huyết áp luôn á. Đúng rồi. Còn em mong muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng là như thế nào?
chàng trai em thích trai đàn ông cao 1m bao nhiêu trở lên? Dạ ông khoảng 1m68, 1m7 ạ. Dư đúng không? Tính cách của em là em hoạt bát, em năng động. Thế nên là em mong muốn có một chàng trai là sẽ trầm tính hơn một chút để có thể bù đắp lại cho những cái tính cách của em. Điều gì em ghét nhất ở đàn ông? Em rất ghét đàn ông hút thuốc. Em không thích đàn ông có râu quai nón. Từ bé đến giờ mà em cứ nhìn thấy đàn ông có râu quai nón là em thấy sợ. Để tôi qua coi râu quai nón thì sợ không? Nè, anh Linh có râu quai nón nè. Dạ, chào chú Quyền Linh. Chào con. Con không có nhìn thấy chú Quyền Linh có râu quai nón mà. À, tại vì anh Linh là anh sợ già thôi. Đó em, anh phải cạo râu đi chứ để ba ngày là râu quai nón mà tới râu quai gì luôn á. Về làm dâu của các chú bộ đội thì nghĩ sao? Với con thì ở đâu cũng thế, con cũng có thể dung hòa và con có thể sống được. Người ta nói làm vợ bộ đội là phải thiệt thòi. Điều đấy thì mình phải đánh đổi thôi ạ. Khi mình bỏ ra cái gì đấy thì mình sẽ được nhận lại những cái điều xứng đáng. Ví dụ như là ở bộ đội thì tính chất kỷ luật nó cao, rồi thời gian nó cũng khá là nghiêm và chặt chẽ. Thế nhưng bù lại thì có thể ở những chú bộ đội mình sẽ cảm nhận được cái sự chân thành của người ta. Bên đây đồng chí Trung Quý nói là đặc thù công việc á thì nó hơi khô khan, nó không được lãng mạn như nhiều người khác, thì con nghĩ sao? Con sống những cái gì mà giản dị và chân thật nhất. Có thể không lãng mạn, khi mình đã sống với nhau, mình nuôi sửa nhau thì mình sẽ phải tùy theo cái hoàn cảnh để mình ứng biến nữa. Hay quá. Con đúng là mẫu người mà có thể hợp với bên đây. Dạ, chúc mừng con. Dạ, và chúc mừng ơn chú bộ đội. Dạ vâng. Hôm nay em đi với ai? Dạ thưa chị là hôm nay em đi đến đây với đồng nghiệp của em và bạn của em ạ. À, đồng nghiệp và bạn. Dạ em xin kính chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn Nam và chào các đồng chí nhà trai bên kia ạ. Chào quý vị khán giả. Em là giáo viên dạy cùng trường với bé Hồng và cùng tổ ngữ văn luôn. Bé Hồng là một cô bé nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn vậy thôi chứ rất là năng động, tự tin và đặc biệt được rất nhiều em học trò quý mến. Bạn Nam bên này cũng khá là dễ thương, có vẻ là chân thành, hai gương mặt cũng có vẻ là hơi giống nhau. Vậy thì nếu như cảm thấy được thì nên bấm nút cho nhau cơ hội. Cảm ơn nàng gái. Nàng trai em đi với ai Nam? Dạ hôm nay em đến đây với cùng với mẹ và thủ trưởng của đơn vị. À có mẹ hả? Rồi chào đàn trai. Xin chào hai MC. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Quý Nam thì là bộ đội thì là không có thời gian, ít được về nhà lắm. Bố của Quý Nam cũng là bộ đội, thế nên là mẹ của Quý Nam cũng hiểu rất là cái hoàn cảnh đó. Cái hoàn cảnh mà người phụ nữ mà chịu thiệt thòi để hy sinh để cho chồng phục vụ đất nước là mẹ cũng đã từng trải qua. Nếu mà ai mà làm dâu của mẹ đấy thì mẹ cũng hiểu hết được. Thì là mẹ cũng thông cảm. Các con mà đến với nhau nó là cái duyên cái số. Nếu mà nó hợp thì ở Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó không xa. Các con cứ tự tìm hiểu đi. Mẹ thì lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ con. Cảm ơn con. Xin mời thủ trưởng. Mời thủ trưởng. Xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Xin chào quý vị khán giả trong khán phòng. Hôm nay đến với chương trình thì đối với đồng chí Nam và em Hồng á, thì bộ đội và giáo viên thì rất là phù hợp. Và cũng hy vọng rằng là hai em hôm nay tham gia chương trình thì sẽ có một cái thời gian tìm hiểu về phía gia đình của đồng chí Nam, cũng hết sức ủng hộ và đơn vị cũng ủng hộ và tạo điều kiện mọi mặt để cho hai em có thời gian gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn chị thủ trưởng. Kéo rào. Bắt đầu đi Nam. Đi đâu? Em có món quà nhỏ tặng anh ạ. Anh cũng có một món quà. Dạ em cảm ơn ạ. Nữ tặng hoa cho Nam, Nam tặng bút cho nữ. Đây cũng thú vị chứ. Tặng lần đầu thôi nha em, mấy lần sau để Nam tặng hoa cho em nha. Dạ. Chứ suốt mà cứ Nam tặng bút rồi em tặng hoa hoài. Cô giáo dạy văn ơi, bây giờ mình có thể làm một bài thơ tặng nhà trai và tặng quý vị khán giả ở đây không? Em xin phép được gửi tới chương trình toàn thể quý vị khán giả cũng như là chú Quyền Linh, chị Nam Thư và anh ở đây với cùng với tất cả các đồng chí chiến sĩ ở đây một bài thơ em tự viết. Này anh hỡi chàng trai người lính trẻ, xin gửi tặng anh đôi ba dòng thơ. Thơ em viết không dài như đường lính, không mang tình thi sĩ đâu anh. Thơ em viết mang tình cô gái nhỏ, muốn một đời theo dấu bước chân anh. Anh mang trong mình bộ quân phục màu xanh và mãi mãi suốt đời là người lính. Tay anh ôm súng, miệng hát khúc quân hành. Em cũng chỉ làm cô giáo thôi anh. Em mang trong mình một trái tim màu đỏ, một nửa cho học trò, một nửa cho anh. Anh có yêu không một vùng trời tổ quốc, có rừng xanh, có nắng gió và em.
đường còn dài, tương lai còn phía trước. Anh đừng lo, em mãi là hậu phương. Là em xin hết ạ. Hay quá. Rất là hay. Trái tim em màu đỏ, một nửa dành cho học trò, một nửa dành cho anh. Tuyệt vời. Cảm xúc Nam thế nào ấy trong lúc này? Lúc này em cũng không biết nói gì. Em hát cũng không được hay, nhưng mà em cũng muốn gửi tới quý khán giả và cũng muốn cảm ơn cô giáo đây một bài hát. Anh đồng mùa hành quân pháo lần dài chiến dịch, bồi hồi đêm sung sướng chờ nghe tiếng pháo vang. Ngồi sau như mắt em trong những đêm không ngủ, giáo anh vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu. Pháo anh lên đôi cao nở vào đầu giặc Mỹ, một rằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái trên cuối gục đầu hồi hồi đêm xung kích, ngày đến ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đến ta bên nhau những đêm dài chiến đấu, đêm dài anh chiến đấu, anh em sống rất gần nhau. Hay quá, cảm ơn em. Rồi đây là khoảng thời gian dành cho hai bạn hãy nói chuyện với nhau. Mình nói chuyện về tương lai, nói chuyện về con cái, nói chuyện về quan điểm tình yêu của nhau như thế nào. Lần đầu tiên thì anh gặp em, anh có ấn tượng gì ạ? Anh ấn tượng nhất là về cách giao tiếp của em, rất là ngọt ngào. Vậy thì anh thích một mẫu người là một người cô gái như thế nào ạ? Anh là thích một cô gái sôi nổi. Thế anh thấy em là người có sôi nổi không ạ? Anh thấy em cũng sôi nổi và vui tính. Dạ. Với cái lịch làm việc của anh hiện tại thì anh một tháng anh có thể dành bao nhiêu thời gian để đến thăm em ạ? Một tháng là bọn anh chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 buổi. 5-6 ạ. Dạ. Chỉ có là vào ban đêm, ban ngày không có thời gian. À dạ. Ồ. Nếu như mà để hẹn hò chắc, nếu như mà khoảng cách như vậy thì có thể là một tháng hoặc hai tháng thì em mới gặp cô giáo được một lần rồi. Dạ. Ít quá. Một tháng em có 5-6 buổi thì có thể một tháng gặp 2-3 lần, chứ sau 2-3 tháng gặp 1-2 lần. Dạ, tại vì đặc thù đơn vị em chiến đấu là trường hợp của em là chưa có gia đình thì phạm vi không đi quá xa được. Khi mà đơn vị có trường hợp nào cần gọi về là trong vòng chậm nhất là 1 tiếng em phải có mặt. Mà khi mà yêu nhau đơn vị có tạo điều kiện mà, đúng không đồng chí chỉ huy? Khi mà chỉ huy nhất trí thì em cũng có thể đi được. À, chỉ huy chắc chắn nhất trí rồi. Vâng. Yên tâm, có chỉ huy ngồi dưới rồi. Anh hỏi là em có sở thích như thế nào? Mặc dù là con gái nhưng mà em không theo cái tuýp người là kiểu như là mềm dẻo, mà em theo cái xu hướng đó là em thích thể thao. Cuối tuần rảnh em có thể đi xem phim hoặc là đi chơi với bạn bè. Nếu bây giờ hai đứa đến với nhau thì thí dụ như đàn trai có thể xin cho em dạy ở đâu đó ở Đồng Nai, em có được không? Thuyền theo lái, gái theo chồng. Thật sự hai người mà có tiến tới hôn nhân ấy thì chắc chắn một điều là em sẽ đi theo chồng thôi ạ. Đó. Tới với nhau thì bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu có kế hoạch kết hôn? Đến đầu hay đến tối cũng không xác định được rõ thời gian của em. Còn em thì sao bé? Công việc của em bây giờ mới đang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển. Thế nên là em muốn có thêm một chút thời gian nữa để cho công việc của mình nó thật sự ổn định hơn. Thì lúc đó em sẽ tiến tới hôn nhân. Và khoảng thời gian đó là trong khoảng 1.5 đến 2 năm. Nếu mà lấy vợ về có phải làm dâu không Nam? Dạ đương nhiên là có đấy ạ. Đương nhiên là làm dâu. Vâng. Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ lại tất cả những cuộc nói chuyện nãy giờ, xem mình đang suy nghĩ điều gì trong lòng của mình. Cứ nói thẳng cho đối phương biết rồi chúng ta tiến hành làm thủ tục, bấm nút hay là không bấm. Nếu như sau này mà anh với em lấy nhau á, công việc của anh vẫn là một tháng về được 1-2 lần, và thậm chí 2-3 tháng, và thậm chí là kể cả lúc mà em đang mang bầu em sinh con. Đó là cái đặc thù tính chất công việc thì một điều chắc chắn là mình phải chấp nhận và hy sinh. Còn với em thì em không quan trọng cái chuyện là một tháng bao nhiêu lần, mà em quan trọng đó là cái tình cảm và cái sự quan tâm của anh dành cho em thôi ạ. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu rung động thật sự, ta hãy dành cơ hội đó cho nhau. Còn nếu như các bạn cảm giác rằng trái tim mình chưa rung động với đối phương thì hãy dành cái nút bấm đó cho nhiều người đang xem chương trình. Bấm bằng cả trái tim của mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Em có bấm không? Em có. Em có bấm không? Em xin lỗi cô giáo đây là
Nếu mà về khoảng cách và đặc thù công việc thì nếu như mà em bấm em sẽ làm mất đi cơ hội của cô giáo. Chính xác là như vậy. Em gái có bấm hả? Dạ. Khi mà em bấm thì em suy nghĩ điều gì hả? Em nghĩ đơn giản là không ai có thể hợp ai và mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Và quan trọng là mình có cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hay không. Chúng tôi không ép các bạn phải bấm bằng mọi giá. Ôi, dù sao thì chúng tôi trân trọng những cái tình cảm của các bạn dành cho bạn mối hẹn hò. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương cho cuộc đời của mình. Em hiền, nói chung là cực kỳ hiền lành lên á. Thấy kinh doanh, không bị rượu, không bia, không thuốc lá. Em bị cái tánh ở dơ, chết mũi. Ở dơ vừa bộn gì có hết. Có hết luôn á hả? Ý là cưới là có nhà riêng. Bán kem mua nhà. Mời bạn nam. Rồi, chào anh trai, mời đi anh trai. Xin mời bạn nữ. Rồi bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Dạ. Chúng ta giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn. Rồi bạn trai. Dạ anh chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Anh chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là Phạm Huỳnh Minh Tân. Em sinh năm 91, em đến từ Đắk Lắk ạ. À. Em làm gì ta? Dạ, em kinh doanh kem body ạ. Dạ. Trời ơi em ơi, ngày hôm nay là giống như là em có trúng số đó nha em nha. Chị nói vậy là em hiểu nha. Nói thiếu nhiều nè, em tự giới thiệu mình coi. Xin chào MC Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và đặc biệt là chào đối tượng tương lai đang ngồi bên kia. Mình là Nga, Ninh Trọng Thường Nga, năm nay Nga 28 tuổi. Công việc của em là thiết kế rập thời trang. Ngoài ra em cũng làm mẫu tự do. Giọng lạ quá nha. Em ơi, sao em là con trai em lại đi bán kem dưỡng da vậy? Ủa, ai bán kem dưỡng da không được. Biết rồi, nhưng mà ý là làm nghề gì mình phải có đam mê, mình cũng phải thích thì mình mới làm. Nhiều khi có cơ hội người ta bán. Tại vì em thích kinh doanh à. Tại sao không kinh doanh mặt hàng khác mà lại chuyên về kem ta? Thì em định hướng cho em đi bên này nên em qua làm bên này luôn nè. À vậy đó hả? Bây giờ thì bên đây bạn Tân bạn rất là hồi hộp, bạn rung đó. Thôi bên kia hồi hộp, có bên em nói trước đi em. Cái điểm mạnh của em là gì? Về điểm mạnh á thì em hiền. Nói chung là cực kỳ hiền lành luôn á. Ngoài ra thì bụng em nó cũng tương đối nhỏ nên em cũng ít chứa cái gì trong bụng á, ít để bụng á. Không có để bụng cái gì đúng không? Dạ, dạ. Bản thân em chung là cũng có một chút về ngoại hình. Em cũng về thời trang nên về may mặc hay là may vá thì em làm được hết. Cái điểm yếu là gì? Đôi khi em bị cái tính hay quên á. Hình dung trong đầu á thì nó rõ ràng rồi nhưng mà ra ngoài thì không biết nói gì nữa. Ngoài ra thì không biết có nên nói không nhưng mà sự thì em bị cái tánh ở dơ chứ. Tánh ở dơ chứ. Ở dơ hay là bừa bộn? Không, ở dơ bừa bộn gì có hết. Có hết luôn á hả? Ở dơ là sao? Em học thời trang mà thì nhiều khi làm đồ án thì nó nguyên đêm, thâu đêm suốt sáng vậy á. Chỉ có khi nào mà xong đồ án thì em mới dọn dẹp thôi. Chứ còn trong cái thời gian làm đồ án thì cái phòng nói chung là giống như là một cái bãi chiến trường vậy đó. Ừ. Đó là bừa bộn, còn ở dơ là không chịu tắm á. Có luôn chị. Không tắm luôn hả? Dạ, nhiều khi làm xong mệt quá, đi ngủ lúc nào cũng không biết luôn á. Rồi, bạn Tân, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là thấy kinh doanh, không đi rượu, không bia, không thuốc lá. Khuyết điểm của em là hay quên ạ. Có khi nào 2-3 ngày quên tắm không? Dạ không. Bạn gái, dạ. Đường tình duyên của em thế nào? Trước giờ em có 3 mối tình. Nói chung là quen chính thức thì chỉ có một bạn mà thôi. Bạn đó nhỏ tuổi hơn em, tính trẻ con. Thì tụi em tiếp xúc với nhau nhưng mà ngại cách xưng hô á. Nên thành ra em muốn gọi như là trả lại cái tuổi thanh xuân cho bạn đó vậy đó. Nên tụi em chia tay. Đơn giản quá hả? Quen lâu không cơ? Quen cũng được gần năm chị. Tần có mấy mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, 1.5 năm. Ít nhất là bao lâu? Dạ, 1 năm anh. Nhưng mà tại sao lại chia tay mấy mối tình đó? Dạ, mối tình đầu của em là vì bị hiểu lầm ạ. Ý là em đi từ thiện, xong em chở bạn trong nhóm đi. Có bạn kia chụp hình trong hội từ thiện đăng lên thấy em đang chở bạn nữ đi chơi chung xe rồi về bạn đó. Kêu em là nói đi một mình sao lại đi bạn gái sao vậy? Là chia tay luôn? Dạ. Trời ơi. Mối tình sao chia tay sao? Dạ, không đậm đà. Không có đậm đà? Dạ. Yêu, chưa yêu dữ lắm đúng không? Dạ. Thôi, bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào em diễn tả coi. Dạ, em chỉ cần bạn gái hiền là được ạ. Bên đây là quá hiền luôn. Cao trên mét rưỡi. Cao trên mét rưỡi. Dạ. Còn em thì sao? Em thích con trai tập thể thao á, chiều cao thì cao hơn em tầm 1.74 trở lên. Vậy là em mét mấy? Cao 1.74 là bằng em á. Đó, 1.74 đó.
Dạ em mới 75 ạ. Cũng xin xem. Lên được chút. Cái điều mà em cần thiết nhất ở cái người bạn trai em là điều gì? Em muốn là một người có trách nhiệm, một người có tính nghiêm túc đó. Tân hiện nay Tân ở với ai Tân? Dạ em ở một mình ạ. Một mình ở nhà trọ hả? Dạ. Nếu lấy vợ về em có định là ở chung với gia đình không? Nếu bạn gái thích sao thì em sẽ như vậy ạ. Bạn gái thích sao là vậy đúng không? Dạ. Chị ạ. Chào em. Đẹp trai mặt bao bì luôn. Bên tôi cũng mới vừa ha, cũng bù của. Bên đây người gọn ghẻ nha, tướng đẹp nha. Bên tôi thì cũng có vừa đâu ạ, xin lỗi ạ. Tôi nói thiệt luôn, nên là nếu mà ấy được là trúng số luôn đó, chứ không có đơn giản đâu. Bên đây gặp bên đây cũng trúng số à. Nói nghe nè cưng, ví dụ như mà em lấy vợ thì bao nhiêu tuổi thì em sẽ có một căn nhà cho riêng mình? 31 ạ. 31, mà năm nay mình làm ai? Ý là cưới là có nhà riêng luôn. Cưới là có nhà riêng luôn? Dạ. Dựa vào đâu? Em tự lập từ năm 18 tuổi này. Có nghĩa là mình đã có tiền sẵn trong ngân hàng rồi phải không? Thì để tôi bán kem mà. Mắc cười quá, để ta hỏi ngộ quá. Có nghĩa là bây giờ là muốn hay không muốn là do em thôi đúng không? Muốn mua lúc nào là mua. Do em thôi đúng không? Bán kem mua nhà. Ví dụ thằng gái của em đó mà đến với em xong bây giờ yêu cầu em là phải có nhà riêng liền thì em thấy sao? Dạ nói chung là bạn gái sao thì mình chiều vậy. Bạn gái muốn sao là mình chiều vậy hả? Dạ. Rồi xem đáng yêu quá vậy. Còn thằng trai tao đáng yêu lắm. Ông coi mặt bên thằng gái tôi chưa mà ông cứ ngồi đó ông chọt. Ông ra đây. Coi để tôi qua tôi đi coi. Đi ra đây. Để coi coi. Trời. Trời. Được, quá được. Chàng gái rất là xinh xắn dễ thương luôn ha. Bạn có vẻ hơi bản lĩnh hơn bên đây. Bên đây hơi nhút nhát chút xíu. Không, bạn này rất là nhát. Nhưng mà tại vì bạn này là mẫu, là người mẫu cho nên là khuôn mặt bạn rất lạnh lùng. Thế bạn xuất hiện sân khấu hoài quen đúng không? Chứ bạn cực kỳ nhát luôn, là bạn này. Bạn bên đây chưa bao giờ làm mẫu nên hơi nhát ha. Về em tập làm mẫu biết rồi cũng đi biểu diễn chung được đó. Bên đây cũng dáng mẫu lắm á. Tướng này đã là mặt baby. Cái gì vậy ông giới tính không có vấn đề không vậy sao mà ông ủa cái tôi phải đăng thằng cai lên chứ ông, nhưng mà cái kiểu của ông thèm khác kỳ vậy ơi. Rõ ràng sao vậy lên à vậy hả thèm quá, dữ vậy thèm đó, hả? Quá dữ vậy luôn là chắc hay là ông nhìn bên đây rồi cái ông lộn cảm xúc bên kia không mình thấy đàn trai mình đẹp mình tự tin nói chung là hai bạn đều trai tài gái sắc hết. Chính xác. Vấn đề là bao giờ thì cho đàn trai chúng tôi bước tới nè. Khoảng từ 30 trở đi. Tức là 28, còn 2 năm nữa. 2 năm nữa thôi. Tìm hiểu 2 năm nữa là đủ rồi. Đủ rồi, được nè rồi. Mà tôi nói nè, bên đây không phải là gái sắc không mà là gái tài luôn nha. Nói chung hai người đều có sắc và có tài. Nam thanh nữ tú đó, đó nói vậy thì đúng không? Vậy, đó. Được ha. Là bây giờ hỏi họ hay kiếm người thân đi. Ủa em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn với em gái em. Em ruột á hả? Dạ vâng. Dạ em xin chào MC Hồng Vân và MC Quỳnh Linh cùng quý vị khán giả. Thì cảm nhận của em là chị của em và anh này khá phù hợp về ngoại hình. Còn tính cách thì em nghĩ là phải có thêm thời gian tìm hiểu nữa thì mới có thể xác định được chính xác tình cảm của mình. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Bé này rất là chững chạc đó nha. Anh đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Em xin chào MC Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em thấy chị bên đây thì dễ thương. Em thấy hợp với anh Tăng ạ. Nhưng mà em là con trai vậy á, mà nếu mà là em bấm liền không? Nếu ngồi trên đó thì em sẽ bấm liền. Em bấm liền đúng không? Dạ. Được rồi, bây giờ để cho hai kẻ gặp mặt đi ha. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ đồng ý hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tân. Dạ. Hoa. Rối là rối liền à, rối. Rối ngày hôm nay mình có món quà tặng bạn. Thì nghe cũng có những quà nghe tự làm. Okay, mẹ. Cái này cái gì đây? Hả? Dạ, cái đó là bức tranh em vẽ về cái bộ lễ phục mà tương lai nếu mà có thể tiến tới xa hơn á thì là cái bộ lễ phục trong ngày cưới, ngày trọng đại. À, bộ lễ phục mà bạn trai đó hả? Thì có dạ, giống không nha? Cả hai. Cô Tân đứng lên, cô Tân. Đứng thẳng lên nào, mạnh mẽ lên. Mình bán kem chứ mạnh nên mẽ lên. Đi. Em nghĩ chắc là cái body cũng giống á. Tao hai đứa đứng sát bên nhau rồi đi. Đứng sát vô. Cũng giống về chiều cao nó cũng hơn tí cũng được ha. Nhìn thấy hai người thấy hợp không mọi người? Đẹp đôi đấy.
Nè, thấy chưa? Hình này sẽ giống tôi quá ta. Có muốn mở nốt cây hoặc là kia không? Mở đi, mắc cỡ gì đó. Mình là sao? Anh với em được, tự nhiên mình với bạn. Rồi anh, nhẫn hả? Nhẫn hả? Nhẫn là phải em thiết kế. Đúng rồi, cái này là em tự làm, tự chuẩn bị. Đưa anh coi nào. Dạ đây. Chiếc nữa coi. Chiếc này của Tân nè, chiếc này của Nga nè. Nếu mà được, chút hai đứa đeo qua nó hộp không nha. Đẹp quá. Dễ thương quá à. Dễ thương, rất là dễ thương. Rồi bỏ vô hộp đi. Hôm nay là có nghĩ là đi gặp một cái người con gái mà giống như trong đầu mình tưởng tượng không? Hay là trên cái sức tưởng tượng của mình? Dạ, trên sức tưởng tượng ạ. Tại vì em không đòi hỏi đẹp, em chỉ cần hiền, dễ thương là được rồi. Cuối cùng bây giờ em được hết luôn á. Dạ. Vừa đẹp, vừa hiền, vừa dễ thương luôn. Dạ. Còn bạn gái thì sao? Tân có biết chơi thể thao không? Mình thích đi tập gym với là đá banh. Bạn với mình giống như lớp 12 vậy đó. Anh chị đều 28 tuổi rồi đó nha. Thôi là anh đi ha. Nếu mà anh có tập gym chơi thể thao ấy, vậy thì em có thể cho anh một cái thử thách nhỏ được không? Được. Bình thường thì người ta sẽ là hít đất bằng 5 đầu ngón tay đúng không? Giờ anh đau được không? Không nổi thì mình nói không nổi nha. Không nổi thì mình nói không nổi. Mình chơi thử 3 ngón lần nào. Vậy thì giờ thử được không? Chắc 5 ngón với 3 ngón. Vậy đó 3 đi. Dạ. Rồi hồi anh làm 2 cho anh coi. Làm đi Tân. Thử. 3 ngón chắc không được đâu anh. Kệ nó. Được chứ. Đó. Đó, trời ơi, đó. Bốn. Nhẹ nhàng. 4 được rồi em ơi, 4 được rồi. Thời dư rồi á, dư rồi. Hay quá. Nghe đúng Tân. Thôi Tân hát bài đi cho nó đỡ rơi bối rối nào. Bước tới gần bạn gái, đứng nhìn bạn gái hát nào. Đứng nó hát, đứng lên mình tiến tới. Anh bắt đứng nhiều khi quên lời đó. Vậy đó, cho nó quen. Tiến tới gần chút xíu nữa Tân. Dạ. Nga đứng lên đi cho bạn đỡ hồi hộp đi. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn, bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua, miên man riêng anh một mình nơi đây. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Dạ, hết ạ. Lời gửi gắm rất là đáng yêu. Dạ, đầu tiên em đứng đây em ạ. Quay qua bên bạn Nga, nắm hai tay bạn Nga nào. Mình xin phép. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt bạn Nga. Nga hát tặng cho Tân nghe bài đi. Nhìn thẳng Nga kìa Tân. Tân thì dễ cưng dễ sợ luôn á. Tân nhìn cứng thì cưng vậy đó. Tự như em hát bài thả thính một chút được không? Hỡi anh yêu, em chỉ muốn nói một điều. Lấy em đi, để thôi đừng về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều. Và yêu như chưa từng yêu. Hay quá. Cảm ơn. Trời ơi, thay lời muốn nói hay quá. Rồi, rồi trở vị trí đi. Giờ chân tay Tân nó cứng hết trơn rồi. Tay chân không biết để đâu luôn rồi đó. Hai đứa suy nghĩ thật kỹ. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Đủ để chúng ta bấm nút chưa? Chúng ta xem đây có phải là một nửa yêu thương, một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu rung động, chúng ta bấm. Để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho nhau. Để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Còn nếu cảm giác chưa rung động, cũng không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho nhiều người khác. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 và 3. Đây, hay lắm, dễ thương lắm. Trời, đó, cái chị thích đeo nhẫn lên tay bạn nữ được không ạ? Hả? Đấy là nhẫn bạn nữ tặng em muốn đeo cho bạn. Đúng rồi đây. Trời ơi, thì... thực sự cái cặp này bấm nó tôi thích dễ sợ luôn á trời ơi. Đây này, nhẫn nào của Nga. Dạ, đây của Nga. Đúng nhỏ rồi. Chị phép đeo nhẫn cho em. Trời ơi, cưng ghê không? Cưng quá thì cưng, em đeo lại đi Nga. Đeo tay nhỏ. Trời ơi. Trời ơi, thì hiếp thiệt. Trời ơi. Đưa tay lên nào, đưa hai tay lên nào. Đẹp quá.
cưới là phải mời tôi nghe chưa? Trời, cái cặp này cưng cưng thiệt là cưng vậy đó. Rồi nắm tay nhau đi. Bây giờ hai bên đang xem truyền hình, ba mẹ hai bên đang xem. Tân hứa gì đi? Dạ, em hứa với ba mẹ của Nga là nếu Nga cho em một cơ hội tiến tới hôn nhân thì em sẽ thương Nga như ba mẹ thương Nga. Giờ mình cảm thương Nga như ba mẹ thương Nga luôn đó, dễ sợ luôn. Rồi Nga muốn nói gì với hai bác nhà của Tân đi? Nếu mà Tân là món quà mà hai bác đã dành đến cho con đấy thì con mình cảm ơn rất nhiều ạ. Con sẽ giữ món quà này suốt đời đúng không? Giao tiếp với các bạn nữ rồi, được vài câu thì con không nghe lời. Chưa có mối tình nào bắt vai hết chú ơi. Con nghe con thấy chị ơi không? Cao trên 1m7 à, không hỏi. Dành em chụp tình thì muốn bạn gái nam lại chụp tình với em. Mời đàn trai vào. Rồi, mời em trai ngồi. Và bây giờ xin mời đàn gái xuất hiện. Bây giờ đàn trai, đàn gái có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu về lý lịch thích ngang của mình. Nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời đàn trai. Rồi, lần đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Quyền Linh, chị Lâm Thư và chào bạn ngồi kế bên. Con xin giới thiệu, con tên là Trần Đình Huy. Năm nay 26 tuổi, hiện tại đang công tác tại Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân, địa điểm là thành phố Vũng Tàu ạ. À, tức là công tác tại Vũng Tàu. Vâng, quê quán con ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên và Vũng Tàu công tác. Con có thể nói nhiệm vụ cụ thể của con là làm gì? Dạ, nhiệm vụ cụ thể của con là làm nhân viên vận hành các trang bị kỹ thuật được biên chế ở trên tàu ạ. À, rồi, mời đàn gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh và em chào chị Nam Thư và chào đàn trai bên kia ạ. Em tên là Vân Anh, hiện tại em 20 tuổi, em sinh sống ở Vũng Tàu. Hay quá. Vân Anh, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em đang là sinh viên sư phạm ạ. À, sinh viên sư phạm năm mấy rồi bé? Dạ, năm 2 chị. Dạ, sư phạm Long Toàn á hả? Dạ. À, tại chị cũng ở Vũng Tàu. Ủa dạ chị. Rồi. Hai người ở gần nhau không? Hỏi thử xem ở gần không? Đúng rồi. Em gái bên kia có ở chỗ đường 30 tháng 4 không em? Dạ, nhà em ở trên đường 30 tháng 4 á anh. Ồ, quá gần. Thấy chưa? Ở cùng một con đường mà chưa bao giờ gặp nhau. Đến 20 mấy tuổi mới gặp nhau đây. À, bên đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của con thì rất là thân thiện, vui vẻ và rất là biết kính trên nhường dưới. Cái đó là ưu điểm hả? Đó là ưu điểm. Em còn nấu ăn ngon đó chị. À, ưu điểm. Rồi còn khuyết điểm nè. Dạ, khuyết điểm của em là em hơi thẳng tính một xíu. Ví dụ? Cái kiểu như là mình để bụng lâu á chị thì rất là sẽ khó chịu nên là em sẽ nói ra. À, cái gì mình khó chịu là mình sẽ nói thẳng thắn đúng không? Dạ. Rồi. Dạ, khuyết điểm cũng nhẹ nhàng quá ha. Dạ. À, đồng chí thiếu úy. Dạ, báo cáo với chú là điểm mạnh của con thì tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đồng chí đồng đội và mọi người xung quanh. Con cũng biết nấu ăn, thì cũng nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn bên cạnh những cái điểm mạnh, có khuyết điểm là con thì cũng ít nói. Nhất là khi giao tiếp với các bạn nữ, được vài câu là con hết lời. Dạ. Còn đôi khi thì cũng tí hay quên chứ. Dạ. Hay quên. Vâng. Thì mình có mấy mối tình rồi? Dạ, thưa chú là con đã qua trải qua 2 mối tình rồi. Nhút nhát 2 mối tình rồi ha. Thì mối tình đầu của con thời sinh viên cũng cấp 3 còn là yêu thầm ấy. Tức là yêu đơn phương đó. Dạ đúng rồi ạ. Yêu đơn phương mấy năm? Dạ cũng đơn phương được 2 năm. Rồi sao không dám nói? Chắc là tại ngày xưa mình trẻ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình ở thứ hai con là cũng được nửa năm thì cũng kết thúc được hơn 2 năm rồi ạ. Lý do tại sao? Dạ khi trong quá trình quen biết ấy, thì con cũng đi thời gian con đi học một năm thế là hai người không liên lạc với nhau nữa. Hai mối tình nó cũng nhẹ nhàng quá ha, chưa có sâu sắc lắm. Vâng. Rồi lý lịch đàn gái sao nè? Dạ con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai hết chú ơi. Con trải qua chưa có mối tình nào vắt vai á. Sao vậy con? Vậy là trước giờ ví dụ như có thích đơn phương ai, em có thích không Vân Anh? Dạ có, em có mối tình con Cào Cào năm cấp 3. Thích qua thích lại vậy thôi hả? Hay sao? Hay là một mình em thích? Dạ, tụi em có tìm hiểu sơ sơ.
bên kia tình yêu nó còn nhẹ nhàng bên đây nữa. Đúng hả? Rồi, nó sơ sơ nhưng mà xinh đẹp, dễ thương, hòa đồng, nói chuyện giọng nói ấm áp, có duyên như em thì không ai theo đuổi luôn hay sao? Hay là tại mình hơi kén? Dạ, tại chưa tìm được người phù hợp với chị nên mới lên đây nhờ chương trình. Vậy bây giờ con thấy người phù hợp với con là người như thế nào? Dạ, người phù hợp với con là ngoại hình là cao trên 1m7. Wow. Không hỏi. Không hói. Không hô. Không hô. Dạ, mọi rồi. Thứ đều ổn với chị. Không hói, không hô, mọi thứ đều ổn. Để chú qua chú hỏi một vài thông tin coi. Dạ. Chào. Em chào chú Quyền Linh. Tại sao lại không hói, không hô? Dạ. Biết đâu người đó yêu mình rồi sao? Người thương thật tình, người ta chăm sóc cho mình, người ta lỡ hói con chút xíu rồi sao? Dạ thôi, vậy cũng được chú. Vậy cũng được chứ đúng không? Rồi, bây giờ là nếu mà lấy đồng chí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam á, thì cái tính kỷ luật rất là cao, con có chịu được không? Dạ, con chịu được ạ chú. Thí dụ như cái ngày mà đám cưới, vừa đám cưới xong là có lệnh là phải lên đường liền. Dạ không sao ạ, tại tổ quốc cần mà chú. Trời ơi, mình hay phải dữ hy sinh ta. Chứ. Hay quá. Tôi thấy tôi chịu nhỏ này rồi nha. Được à, con cháu gì quá tốt luôn á. Con nghe con thấy chịu rồi không? Chịu đúng không? Nghe chịu đi. Rồi vậy được đó. Bên đàn gái dễ thương lắm. Dạ. Qua coi đàn trai tôi nè. Trời cũng đẹp trai, cũng sói ca lắm à. Để chị. Trong giờ hết rồi chị nha chị. Để chị. Rồi chị không? Oppa. Trời ơi, nhìn cặp mắt là thấy oppa rồi. Tưởng Hàn Quốc. Chị mà gọi oppa là em hiểu ha, mắt một mí. Oppa, mặt dễ thương quá. Bây giờ cái mẫu người phụ nữ mà em thích mong muốn là gì? Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Dạ, mẫu người yêu lý tưởng của em thì tính cách là hiền lành ạ. Thích một người phụ nữ là truyền thống và có pha một chút là hiện đại thì ạ. Ừ, còn về cái hình mẫu bên ngoài thì như thì, thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m55 rồi. Ừ. Dáng người thì cân đối, không béo quá cũng không gầy quá. Dạ. Thì thôi. Vậy điều gì mà em không thích nhất ở phụ nữ? Điều không thích nhất là nói nhiều, nói lăng nhăng, không vào mục đích. Thứ hai là không trung tình. Phải trung tình. À. Thì em sẵn sàng em trung tình thì muốn bạn gái nam lại trung tình với em. Rồi, thưa hiểu. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và dì của em. À, mẹ và dì. Dạ, chào cô. Cô chào cô ạ. Trời ơi. Dạ, có người ạ. Xin chào hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Chào quý vị khán giả, chào nhà trai. Tôi là mẹ của cháu Vân Anh. Thì tính cách của cháu Vân Anh cũng là rất là mạnh mẽ. Cháu là một người con cô hiếu. Tôi thấy vậy, đàn con trai sao? Cháu bên này thì thấy cũng được. Thì nhìn cũng hiền lành. Vì bây giờ đến với nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Cũng cho các cháu cơ hội thì sao tìm hiểu thêm. Dạ rồi, cảm ơn nhà gái mình. Dạ. Đàn trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi thì có thủ trưởng lữ đoàn ạ và các đồng chí ở trong công tác tại tàu cũng như cháu ạ. Mời thủ trưởng. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư. Dạ. Xin chào gia đình của bạn Vân Anh, xin chào quý khán giả trong trường quay. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh em chúng tôi là cán bộ nhân viên của lữ đoàn 171 vùng 2 quân chủng Hải quân đi đến để cổ vũ cho em Trần Đình Huy. Đình Huy cũng rất là hiền lành, tính cách vui vẻ và năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt là cũng rất là thích câu cá và câu rất giỏi. Tuy nhiên đứng trước chị em thì cũng còn hơi rụt rè và cũng chưa được kiên trì lắm. Về bạn gái bên này thấy cũng rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Mong là hai em sẽ tạo cho nhau những cái cơ hội để tìm hiểu. Chúc hai em thành công. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai bên đàn trai đàn gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Hai chào em ạ. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em thì em có chú gấu của đội. Anh đã gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu này thì mong em nhận. Những lúc nào mà nhớ thì anh thì hãy nhìn nó. Dạ. Và anh tặng em cây viết. Thì anh muốn cái cây viết này sẽ viết nên những cái tình cảm và cho chúng ta được tiến xa hơn nữa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Em xin có một loại cây muốn tặng anh về bức thiệp.
Cây này hy vọng là anh sẽ luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi chông gai thử thách. Bức thư này em mới viết từ tối hôm qua. Tuy không dùng cây bút của anh nhưng hy vọng em sẽ được viết nhiều lần bằng cây bút của anh. Cảm ơn. Mình mở thư mình đọc luôn. Xin phép mời chú một người xin phép đọc lá thư này không? Ngày gặp nhau đang đến gần, em thật sự rất lo lắng. Em có một chút tò mò, một chút hy vọng để xem người bên kia là ai. Anh có tò mò rằng em là ai không? Nếu đã có duyên như vậy thì cho dù sau này có như thế nào, em sẽ tôn trọng những quyết định mà em và anh đưa ra. Ta thấy niềm vui bên trong niềm vui của người khác, đó là chính hạnh phúc. Xin hết ạ. Người ta thức đêm, người ta viết. Dạ. Mình cảm nhận thế nào? Thì thật sự anh rất là xúc động. Cảm ơn em viết thư rất là hay. Thì dạ. Anh gửi em ở Vũng Tàu. Em hiện giờ đang đi học thì có những cái thời gian rảnh nào để chúng ta được gặp nhau và quen nhau được hơn, nhiều hơn? Dạ, thời gian của em khá là linh động. Quan trọng là anh rảnh vào thời gian nào ạ? Thời gian rảnh của anh thì thường là buổi chiều hoặc là thứ bảy chủ nhật. Mà anh thường có thời gian rảnh, anh sẽ đến với em. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe để hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu là xuất phát từ hai người, thì dành cho nhau những tình cảm, chia sẻ cho nhau những ngọt bùi để cùng nhau vượt qua, đi đến những cái bến bờ hạnh phúc riêng. Còn quan điểm tình yêu của em là sự cảm thông và chia sẻ, đặc biệt là tin tưởng nhau. Nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì phát triển kinh tế thế nào mình cũng bàn tới luôn đi. Dạ, cháu hiện tại đang công tác ở Vũng Tàu thì cũng đang hướng là cũng định cư trong Vũng Tàu luôn. Ở Vũng Tàu anh ở với ai ạ? Ở Vũng Tàu anh ở thì anh ở cũng có mấy cái đồng chí thôi, còn đâu bố mẹ anh là ở quê, anh ở mình anh ở trong này. Rồi mình tính tiến tới thì khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn? Dạ, nếu mà nhanh thì chắc đợi em học xong hoặc có thể tiến tới hôn nhân ạ. Còn em nghĩ sao Vân Anh? Dạ, em nghĩ là thời gian nó không phải là vấn đề, quan trọng là mình cảm thấy đủ tin tưởng và hy sinh dành cho nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Nhưng mà với dự định của em thì em nghĩ là 1 năm hoặc 2 năm ạ. Nếu mà hai người tiến đến hôn nhân được thì em hứa gì với cô gái đó? Dạ, khi tình yêu đủ chín muồi và hai người quyết định hôn nhân thì nó sẽ chăm chút cho gia đình của mình càng ngày càng triển êm ấm hơn. Được không con? Dạ được chú. Tại ông cha ta có câu bộ đội lấy phải giáo viên, gia đình hạnh phúc xứng điên cạo người mà chú. Trời ơi. Hay quá. Quá là hay luôn. Rồi hát tặng bạn gái một bài đi. Đúng Quyền. Rồi. Dạ cũng không hát hay cho lắm. Và thì hôm nay chương trình thì chúng hát một đoạn của bài Người đến từ Triều Châu. Nhìn trông xa ai còn vấn vương sông hồ, mà lời đấy bồng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp nữa hồng và ở nơi đây có môi duyên lòng. Cùng người đây anh đang chờ em xây mộng kết tờ. Ngày anh đến âm này mùa đông xa lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những ưu buồn, chung mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trao vườn xuân. Xin hết ạ. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Bạn gái hát tiếp. Ừ, tới Vân Anh nè. Dạ. Em hát không hay nhưng em sẽ hát một đoạn bài Một Nhà. Nắm tay nhìn Huy mà hát. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó. Bài hát hết sức ý nghĩa. Về vị trí đi, Huy. Tụi anh có về Vũng Tàu không ạ? Xe anh còn chỗ không cho em về nữa. Trời ơi, hay quá. Dạ luôn, anh muốn mời em và gia đình đi cùng xe về Vũng Tàu cùng anh. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn để tay lên nút bấm nha. Từ nãy tới giờ các bạn đã trao đổi, các bạn đã nói chuyện với nhau. Chị nghĩ là hai bạn phần nào có thể cảm được về nhau và có cảm xúc với nhau. Còn bây giờ, bắt đầu thực hiện bấm nút nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Đầu tiên là con xin cô và mọi người
thì trước chương trình này thì con muốn thể hiện một chút tình cảm của mình ở trên đây cho anh em mọi người xem.